Trung xin chào tất cả anh em nhé lại thêm một cái video đồ món phụ tùng hệ thủy lực nhé em trên video này chung giới thiệu với anh em một cái cái con bơm Uchida nhé hàng Uchida A2F107 nhé em A2F mã a 2 f hai tính năng nhé con này là hai tính năng thượng nghịch này có nghĩa là cấp thủy lực cho nó ví dụ như tính năng đang dính với cân bằng này cấp thủy lực cho nó thì nó là motor thủy lực nhé motor thủy lực còn quay cốt nó có nghĩa là cấp động lực cho nó thì nó lại nó là bơm nha bình thường anh em muốn sử dụng tính năng là motor hay là bơm thì tùy ý nhé nếu sử dụng tính năng bơm ừ. thì anh em mở khối cân bằng này ra mở cái khối cân bằng để chống trôi chống trượt này ra nhé con này thì nó nằm trong mấy cái bộ tời chuyên dụng hoặc là trong cái hệ thống chân chạy di chuyển nói chung là hệ giảm tốc thủy lực đấy này hàng của Uchida đúng hàng xịn nha anh em tháo mấy cái con máy chuyên dùng ra A2F107 này chúng quay lại thật là kỹ nha rồi tiếp theo là chúng đo cái chiều cao cái cái kích thước của nó này đây là 30 nha. rồi lên đến chỗ này là 40 này cuối đầu cốt là 44 nha 44 nha mặt đích là 18 vuông tim lỗ là 14 vuông nhé 14 x 14 nha đây 18 vuông này Rồi cái khối cân bằng này thì nó nó đưa ra ngoài khá là xa là dài. Nếu anh em sử dụng tính năng motor thì nên để cái khối cân bằng này lại để anh em giữ áp tốt nha. Có nghĩa là giữ để chống trôi, ví dụ như chế tài chống trôi, chống rớt cáp các thứ đấy. Này, cân bằng nó nhìn nó cũng khá là to luôn. Còn nếu anh em sử dụng tính năng motor thì tháo bỏ khối cân bằng này ra này. Đây, 6 con bu lông này tháo bỏ khối cân bằng này ra thì nó sẽ đưa ra hai cái lọ cái hai cái ngõ gọi là ngõ còn hút ngõ bơm nhé chiều quay thì bất kỳ thích anh em thích dùng chiều nào cũng được quay thận thì nó sẽ hút và đẩy còn hãy quay nghịch thì đẩy và hút đơn giản vậy thôi nên không cần phân, phân biệt chiều nhá tính năng motor cũng vậy này ống các thứ nó còn để nguyên hết cho anh em kẹp ống đấy lúc mà tháo ra thì nhớt ở bên trong là trong vắt hết nha nè có cả luôn trái bánh răng junior sẵn này đây. rồi đây junior của nó đây có cái trái bánh răng để anh em tận dụng chế làm làm khớp nối khớp cấp lên nhé để chung chung đo thử cái kích thước cái cốt của nó cốt nó cốt 40 mươi nha em số răng anh em bấm dừng video lại đếm nha hàng chất lượng con này thì hàng cực kỳ chất lượng luôn Tem nhãn ở đây còn cái sơn phủ này Cái màu sơn phủ riêng theo xe này Nằm trong mấy cái bộ tài Tanano đấy Chuyên dùng đấy, hoặc là Cato chuyên dùng đấy đây. Con này thì trung bao chất, bao áp, bao bơm, bao gì cũng được hết nha này Sống ngon lành hết nhá Bơm Uchida 107cc trên một vòng cấp 107cc thì nó sẽ chạy quay một vòng hoặc là quay một vòng nó sẽ bơm được 107cc nhé tem nhãn hàng gia băng đầy đủ nha này đúng hàng nhật nhé Rồi, con này thì cũng tương đối là nó lớn xác một tí đo lại kích thước nha từ mặt đáy lên tới đây là khoảng bốn mươi mấy này đấy tổng thể hết cũng khoảng 30 mươi 3637 nha anh em. đường kính chỗ này thì nó tầm khoảng 14 chấm mấy này, 14.5 này, gần 15 cỡ này chắc tầm khoảng 15 này. Có cái g này. Lỗ thì 14 vuông trong đo rồi nhá. Cốt 40, ru tuyệt đẹp luôn.